Trung thu ở trong bạn là gì? Bạn có nickname tuổi 20, tôi đã sống như một con chó dại chia sẻ. Hồi bé, tôi hay vòi mẹ mua súng phun nước cao áp, cái loại nén hơi, rồi đến trung thu, chờ lúc chúng nó rước đèn thì cầm súng bắn tắt đèn lồng với đèn ông sao của đám rước. Bọn nó tức quá chạy về mách mẹ chúng nó, mẹ chúng nó sang mách mẹ tôi. Mẹ tôi tức quá đập nát khẩu súng nước mất chơi. Bạn Sweetie Cherry chia sẻ, lại một trung thu xa nhà nữa. Nhớ quay quắt Tết trung thu của thiếu nhi, nhớ vị quê nhà. Năm nay mình vẫn tợt mặt chụp choẹt, quay sản phẩm chạy deadline trước khi nghỉ lễ từ 13 tháng 9. Nghỉ xong cũng lại đau đầu không biết đi đâu, vì mấy ngày nghỉ bên này auto tắt đường, chỗ vui chơi nào cũng chật cứng người. Trung thu của người lớn lại còn xa nhà, thật chán lắm thay. Bạn Đại Tâm chia sẻ, trung thu trong mình có hai điều nhớ nhớ thương thương gắn liền với sự nghèo khó và tình yêu thương. Một là xếp hàng đi nhận bánh, bánh đa và bánh nướng do thôn phát. Chả biết ngân sách có phải cũng từ túi bố mẹ mình hay không, nhưng cứ mỗi mùa trung thu đến, mình lại háo hức chờ mong tiếng loa thông báo con em của những gia đình trong thôn ra nhà văn hóa để nhận bánh. Chứ ở nhà thì ba mẹ cũng chẳng mua gì đâu, tiền mua thức ăn hàng ngày còn chả có, lấy đâu ra tiền mua những món quà bánh cho ngày trung thu. Vì mỗi dịp trung thu quen chân ra nhà văn hóa thôn nhận bánh rồi, nên đến năm lớp 10 không được nhận bánh nữa, thấy hụt hẫng cực kỳ. Thấy bọn trẻ con hàng xóm được thông báo đi nhận bánh rồi mang bánh về mà mình ghen tị và buồn phát khóc. Hai nữa là chiếc đèn ông sao 5 cánh 2 màu không bao giờ được sử dụng. Đó là năm lớp 6, khi không khí trung thu mới chỉ chớm len lỏi vào những quảng cáo trên TV. Bố mình đã đi chợ và mua cho mình một chiếc đèn ông sao 5 cánh sặc sỡ. Lúc đó chưa phải trung thu nên bố mình mua về và treo lên. Nó vẫn cứ ở đó. Khi trung thu đến rồi đi, vì mình và bố đều đồng ý rằng nếu để đó thì chiếc đèn sẽ còn, nếu mang xuống thì chiếc đèn sẽ mất. Và nó đã ở lại vị trí đó, rực rỡ trên cái xà nhà thấp ngay phía trên bàn tiếp khách. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp và ẩm thấp, cho đến khi nó đã phai tất cả các màu sắc và rách nát đến độ khó có thể coi là một món đồ trưng bày. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình được mua lồng đèn ông sao vào dịp trung thu. Những năm sau thì không thích nữa. Chẳng biết có phải do kỷ niệm đó hay là do mình hoài niệm mà những trung thu sau này, khi cuộc sống đã đủ đầy hơn, khi sống ở thành phố, khi mỗi độ trung thu về, mình dù bị hoa mắt với đủ thứ đèn lồng, đèn hình cá, hình gà, hình chim, thì chỉ khi thấy đèn ông sao mình mới thật sự thấy trung thu. Và có một niềm yêu gì đó rất sâu sắc với chiếc đèn ông sao 5 cánh 2 màu đơn giản mà rực rỡ những ánh kỷ niệm. Bạn Tiến Mạnh chia sẻ, hồi còn là học sinh cấp 1, cấp 2, mỗi dịp trung thu là hầu hết trẻ em và cả bọn thanh niên ra sân bóng gần chỗ nhà mình. Có một đơn vị tổ chức sẽ chuẩn bị sẵn một bàn hoa quả rồi rước đi quanh đường. Hồi đó vui lắm. Giờ thì người ta không còn tổ chức như vậy nữa rồi. Mỗi khu phố tự tổ chức riêng cho nhau. Chắc là do kinh phí tổ chức ra quá tốn kém. Giờ nếu cho trải nghiệm lại, không biết có còn tạo được cảm xúc vui như vậy không? Có thể lúc đó là trẻ con, những thứ mình muốn nhất như sự vui chơi, đồ ngọt, hoa quả hội tụ hết trong đó nên mình cảm thấy vui. Bây giờ thỉnh thoảng đi qua những đoàn rước, mình lại thấy hối tiếc nhẹ. Tiếc vì mình không còn cảm thấy vui vẻ như những đứa trẻ đang đi rước ở kia nữa. Bạn Châu Nguyễn chia sẻ, nhớ thật sự, mặc dù mình là đứa sinh năm 2000, nhưng lớn lên ở một vùng quê ở trong miền Nam, nên phần nào cũng được trải nghiệm những mùa trung thu khá thú vị. Mọi người bảo lứa sinh ra tầm năm 2000 thì không biết trung thu truyền thống là gì. Thực sự mình vẫn được trải nghiệm lồng đèn làm bằng lon sữa bò, rồi gắn thêm cái que để đẩy đi khắp xóm. Vẫn ngồi đó với lũ bạn trong xóm ngắm trăng, rồi nói chuyện chị Hằng, chú Cụi, cây đa và buôn ngàn câu chuyện trên đời. Nhưng bây giờ cái không khí đó hình như không còn nữa. Bạn Mèo Ngáo chia sẻ, trung thu tuyệt vời nhất của mình là vào năm nhất đại học xa nhà. Lần đầu tiên đặt xe về quê sau 2 tuần học quân sự, cảm giác nôn nao kinh khủng. Ngồi trên xe đò, thấy bọn trẻ ở một trường tiểu học nào đó rước đèn mà mừng rơn trong bụng. Mình chỉ mong về nhà nhanh thiệt nhanh.
Tối hôm đó, mình đã nằm trong mùng nói chuyện huyên thuyên với tía má tới gần sáng. Vui kinh khủng. Bạn Hùng HT1890 chia sẻ: ngày Trung Thu, mẹ cho ông gần nhà tôi con mèo của tôi. Tối hôm đấy tôi đã khóc và không ăn Trung Thu. Trung Thu cùng mẹ cùng gọi điện cho bố qua chiếc điện thoại cục gạch, vội vàng nhưng đầy tình cảm qua những câu nói của thằng bé 6 tuổi. Những tiếng cười đầy sâu lắng của mẹ khi cố động viên con trai qua điện thoại. Ha ha, nhớ quá mà. Giờ hai ổng bả ly hôn rồi, nhưng tôi thì vẫn vậy, chả có chút tình cảm nào, luôn luôn nhìn nhận sự thật. Xin lỗi hai đứa vì anh không thể để mẹ phải hy sinh cả đời được, vì anh biết ai cũng có niềm riêng, và tôi là thằng chia rẽ gia đình. Tôi là thằng tồi, sau bao lời khuyên của bọn rác rưởi để muốn tôi khuyên mẹ về. Nhưng xin lỗi, tao là Nhật, ok. Bạn Hải Triều Nguyễn Thanh cũng chia sẻ: Trung Thu đối với một thằng con trai 27 tuổi như mình thì đó là ngày giỗ của ba hàng năm. Ba mình đã mất 23 năm rồi, trùng ngay vào dịp Trung Thu này. Cho phép Hạ Phong cũng ham vui, chia sẻ một chút kỷ niệm Trung Thu của mình ha. Phong sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, cách xa trung tâm Sài Gòn, lại thích sống nội tâm từ nhỏ. Nên cái khiến Phong nhớ nhất mỗi dịp Trung Thu đến không phải là lồng đèn, bánh bía, bánh Trung Thu hay những đoàn người phá cổ trăng rằm, mà là trăng. Là câu chuyện bà nội kể về chú Cuội ngồi gốc cây đa. Không hiểu sao lúc đó nghe nội kể xong, Phong lại thấy rất rõ hình ảnh cây đa và chú Cuội dưới trăng. Rõ một cách kỳ lạ. Có lẽ là do lòng tin non nớt của một đứa trẻ, rất dễ tin vào những câu chuyện cổ tích, cũng như cái cách tin vào những lời hù dọa về ông kẻ của ông bà cha mẹ ngày xưa vậy. Đã bao lâu rồi bạn không ngắm trăng? Nếu bạn vẫn hay ngắm trăng, thì trăng ở đâu vào ngày nào trong năm là đẹp nhất? Sau này lớn lên rồi đi xa, Phong đã quên dần ông chú bà con xa tên Cuội của mình trên cung trăng. Cũng dần quên đi sự hiện diện của trăng. Thay vào đó là những tòa cao ốc, những ánh đèn đường, đèn led trang trí đủ màu, đủ sắc. Do tính chất công việc nên Phong có cơ hội đi nhiều thành phố lớn của Việt Nam cũng như các nước thuộc khu vực ao làng Đông Nam Á. Nhưng không vì thế mà có thể so sánh trăng ở đâu đẹp hơn ở đâu. Vì một lý do đơn giản là dù vui hay buồn, dù bận bịu hay rảnh rỗi, dù ở nhà hay ở xa, đã lâu rồi Phong không còn ngắm trăng nữa. Ngay cả bây giờ, ngồi trên sân thượng, dưới trăng, viết ra những lời này, trong lòng cũng không còn cảm giác của ngày xưa khi ngồi dưới trăng trong vòng tay của nội nữa. Nhìn lên trăng không còn thấy rõ cây đa và chú Cuội như ngày xưa nữa. Trăng trước giờ vẫn vậy, vẫn ở đó bao năm qua, không thay đổi. Chỉ có đứa trẻ xưa cũ, từng đắm chìm vào câu chuyện cổ tích của nội ngày nào, bây giờ thân xác thì ngày một to ra, nhưng tâm hồn thơ mộng càng ngày càng nhỏ lại, lòng tin vào những thứ xung quanh cũng ngày một phai dần. Hồi đấy bọn trẻ con trong khu tập thể cứ đến Trung Thu là lôi bò mắm tôm và súng phun nước ra bắn và ném nhau. Ăn quật bao lần vẫn không chừa. Comment của The M. Ngoài ra thì còn có cái khoản xe chiếu phim hay chiếu hoạt hình của Nga hồi đầu những năm 90. Sau này thì tổ dân phố cũng hay tổ chức sinh hoạt cho trẻ em. Đủ các loại bánh kẹo, văn nghệ, văn gừng nhiều thể loại. Được cái đến giờ vẫn làm. Mỗi tội đến lúc chúng nó kéo nhau rước đèn múa lân inh ỏi tầm 8 giờ tối thì cũng hơi nhăn mặt. Nhưng vẫn cười trừ cho qua được. Còn hơn là chúng nó chơi súng phun nước với ném bom mắm tôm. Bình luận của Please, tức là của mình. Người chú hồi bé hay đưa mình ra hàng mã mua đồ chơi Trung Thu mới mất cách đây khoảng một tháng. Mình nghĩ nếu chú còn sống thì đứa nhỏ nhà chú, 7 tuổi, chắc cũng sẽ được đi lên hàng mã như mình hồi xưa nhưng với budget cao hơn. Vì cuộc sống gia đình chú cũng bắt đầu khấm khá hơn sau một vài năm làm ăn. Có lẽ Trung Thu này sẽ sang nhà chú chơi để thăm cô và hai đứa nhỏ. Bình luận của bạn Sanegan. Nhớ hồi xưa mấy đứa còn làm hẳn rồng để rước. Lúc đầu thì chặt thân cây chuối ra thành từng khúc, rồi cắm gậy vào làm thân, đẽo gọt các thứ để làm đầu. Thế mà vẫn múa lượn tơi bời, hài vơ lờ. Sau một hồi múa may chán chê thì nó hỏng, nát hết cơ mờ nở chuối. Rồi bố với bác hàng xóm mới đầu tư tiền cho để mua ni lông, loại để quây mạ, sơn, bút lông các thứ. Nhớ có thằng bạn cách xa chục cây số còn đạp xe mang ra cho hộp sơn rồi mình dụ nó trên lớp. Trẻ tre để đan hình ống trụ làm thân, phần đầu thì kỳ công nhất, làm mấy tiếng mới xong, lại còn lấy giấy bồi như thật vậy. Nghĩ lại không hiểu sao ngày xưa mình khéo tay vơ lờ. Xong xuôi phần khung thì cắt ni lông, trải ra sân, lấy sơn để tô thành vẩy.
chắc chưa có việc gì mà mình làm hăng say đến vậy, kể cả đến bây giờ. Cuối cùng mấy ngày trời cũng xong, phần tre với ni lông thừa còn bonus thêm một ngôi sao siêu to khổng lồ cho nó mát. Hồi đó rước rồng quanh xóm rồi gõ trống cũng tự chế luôn tùm lum. Ai nhìn thấy cũng cười đau bụng, con hỏi con này là con gì, tại trông nó giống con cá sấu hơn. Tối đến thì mang súng nước với súng nhựa ra, kéo bè kéo phái đi bắn nhau với mấy thằng xóm khác. Nghĩ lại thấy tuổi thơ mình cũng dữ dội vờ lờ. Bình luận của bạn Huỳnh Lê Hiếu: Trung thu với mình là múa lân, múa lân và múa lân. Ngày còn tiểu học, tầm mùng 12-13 là dáng làm bài tập về nhà thật sớm để tối đến được bu theo mấy đoàn múa lân. Có một năm nọ, con nít xóm mình tổ chức múa lân kiếm tiền. Lúc đó mình tầm lớp 4, bọn trong xóm cũng tầm lớp 5, lớp 6 là lớn nhất. Cả đám đi múa một buổi tối thôi, đi khắp xóm, thay phiên nhau múa, đánh trống và làm ông địa. Hết buổi đứa nào cũng đau lưng mà tiền múa lân kiếm được đem đi mua kem ăn cả. Mỗi nhà cho 10-20 nghìn, múa được 6-7 nhà gì đó. Múa xong còn làm đúng thủ tục đốt đầu lân để năm sau còn mua đầu lân khác, dù cái đầu lân bé tẹo. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tổ chức múa lân trong xóm vì được ít tiền quá. Bình luận của bạn Tống Văn Hậu: Là một buổi tối đi theo đoàn múa lân qua nhà này đến nhà khác, nhưng đến nhà mình thì lại ngại đóng cửa không cho vào. Là quần tây áo thun đóng thùng đi nhận quà của xóm tổ chức, mỗi năm tổ chức ở một nhà. Là đêm trốn học bài cũ rồi cùng mấy thằng bạn trong xóm đi nhảy múa lân. Nhà thằng nào giàu có đầu lân là cả đám tụi tui chạy theo. Những lúc gần đến ngày múa lân, tui còn lấy thùng mì tôm Hào Hảo với cái khăn buộc làm đầu lân, nhảy khi thế. Năm nào cũng vui, chỉ có một năm đúng ngày trung thu bố mẹ tui cãi nhau to. Và tui biết rằng trung thu không phải năm nào cũng dành cho mình. Tui chậm lại nhìn mấy đứa nhỏ trong xóm múa lân với tâm thế khác. Bình luận của bạn Ngọc Thái: Hồi bé cầm cái đèn lồng chạy khắp cả xóm rồi đuổi theo mấy anh múa lân mệt nhưng vui thực sự. Bình luận của bạn Tuấn Kiệt Nguyễn Trần: Làm rơi chiếc đèn trung thu mình trân trọng nhất xuống nước, giờ chả thể nào quên được dù đã mười mấy năm. Bình luận của bạn Minh Luân: Được ngoại mua cho con lồng đèn tề thiên, chiều tối mấy đứa con nít ở xóm rủ nhau xách đi long nhong khắp xóm, nhớ lại cũng vui. Bình luận của Akuma Happy: Là một buổi đêm tràn ngập nước, bóng bay, nước mắm hoặc mắm tôm. Bình luận của Động Lực Mạnh: Là ngày cùng đội biểu diễn văn nghệ của thôn biểu diễn cho mọi người cùng xem, và tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ tôi, có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất. Bình luận của Tuấn Kiệt Nguyễn: Trung thu của tôi là lấy lon nước ngọt đục lỗ, bỏ nến vào đốt lên làm lồng đèn, treo hơn chục cái lên cây cho sáng khắp hiên nhà, đặt một sạp tre ở đó, anh em trong nhà với bạn bè gần nhà ngồi cùng nhau ăn bánh pía, bánh trung thu. Tôi không thích ăn bánh trung thu nên toàn phải ăn bánh pía. Uống trà, nước ngọt, nghe EDM, cho nó máu vì gu tôi nó như vậy. Ngồi cùng anh em chơi Mobile Legends, cả đám toàn FA nên đếch đi đâu trời. Bình luận của Hưng Quang: Cả lũ nháo nhào tranh nhau mâm cỗ đồ ngọt trung thu, nhớ ngày xưa quá, bây giờ trung thu ra ngoài thì chắc chỉ được ăn cẩu lương. Bình luận của Khang Gia: Năm đó, tụi xóm tôi khoảng 4 năm thằng, lớp 3 đến 6, thay vì tụi khác chơi đèn, tụi tôi làm đuốc, xong mua súng nước bỏ dầu hỏa vô bắn lồng đèn của tụi kia. Không may khẩu súng bắt lửa cháy ngay trên tay thằng bạn. Nó nhanh trí ném xuống đất đá khẩu súng dầu lửa đang cháy ngùn ngụt vào cây xăng. Và dĩ nhiên không có sự cố khủng khiếp nào xảy ra, nhưng ông cây xăng đã báo phụ huynh và vâng, đó là trung thu khủng khiếp nhất. Nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười. Bạn Tấn Anh Cao chia sẻ: Ai cũng phải lớn lên thôi, càng lớn càng phải lo nhiều thứ, nhưng nghĩ tới hồi còn nhỏ vui biết mấy.